Sài Gòn, bạn sẽ chịu một dung dịch 5 trên 3. Chịu một dung dịch 5 trên 3. What the... Chào mừng cả bạn đến kênh Thân Ban Minh Trí. Video này, mình sẽ gửi đến các bạn một trận đấu rất hay giữa Thân Ocidit và những con bài đế vương. Một con rồng, thân rồng Ocidit bất tử các bạn. Như vậy thì ngay lượt đầu, nhân vật Haka đã rút được con bài thân Ocidit. Xin lỗi các bạn, đây là nhân vật Ryuki nhá. Triệu hồi ta thân avatar rất nhanh. Vâng, nhân vật Ryuki rất là dính chơi thôi các bạn. Dùng con bài rung Ganora ta thân avatar rất nhanh. Không tấn công. Bây giờ thì con thân rồng Ocidit đã thể hiện được kỹ năng đặc biệt của nó, đó là giảm 2000 tích của quả đối phương. Và nhờ sự kết hợp con bài này thì thân Ocidit đã trở nên bất tử. Kỹ năng thực tế của thân Ocidit là lọt chỉ bất tử trong một lượt nha các bạn. Nhưng nhờ kỹ năng của lá phép này, Benekit quăng phá đi con bài phép kia. Nhưng là Ryuki đã có 3 con bài phép như vậy là tiếp tục phá. Yêu phong đế là tiếp tục phá thôi các bạn. Benekit rất là quyết tâm. Như vậy là Ryuki có đến 4 lá phép như vậy. Tại sao Ryuki lại có đến 4 lá nhỉ? À, như vậy là không phải 4 lá này các bạn, mình nằm. Như vậy là kỹ năng của anh đế, phong đế đã đẩy con bài phép này trở về tay, chứ không phải đẩy về mồ nhá. Xin lỗi các bạn. Như vậy là con bài đó không chỉ khiến cho con bài thân ngũ chất bất tử, mà còn khiến cho con bài tiến sĩ sáng ngà này bất tử luôn. Chúng ta sẽ thử tìm hiểu kỹ năng của con bài này nhá. Mình sẽ chụp ảnh nó rồi lưu lại, sau đó sẽ dịch con bài này thử nhá. Lúc đầu mình định làm nội dung chỉnh là con bài thân rồng Ocidit đẹp về đế vương, nhưng mà xem kỹ lại thì mình thấy con bài này rất lợi hại, nên chúng ta hãy cùng nhau dịch thử nó nhá, để các bạn khỏi thắc mắc. Bây giờ mình sẽ chuyển sang phần mềm dịch. Đây là phần mềm Translate BlueStacks nha các bạn. Nếu như các bạn muốn dịch bằng hình ảnh, mình sẽ nhắc lại, đó là Translate BlueStacks. Tên của con bài này à, tận cũng qua hoàng đế. Tấn công của hoàng đế, chúng ta sẽ dịch là sức tấn công của hoàng đế. Liệu là như vậy chăng? Đây là kỹ năng của nó. Kỹ năng của nó cũng là tên tấn công của hoàng đế. Hoàng đế tấn công. Khi những con quái vật được triệu hồi bởi cấp trên của họ sẽ nhận được phép thuật. Và quái vật khi chúng có mặt
có vẻ như đây là kháng phép và kháng kỹ năng của ấy thì vậy. Kháng phép và kháng kỹ năng của ấy, mình nghĩ như vậy. À đây này, kháng quái vật, mình nghĩ đây là kháng kỹ năng của quái vật, bởi vậy mà lúc này mà không bài phóng đế hay ảnh đế không thể đẩy được thân Osiris đi. Kháng phép, kháng mạnh là kháng phép nhá. Kháng phép. Còn dòng thứ ba này là kháng bày. Như vậy là kháng kỹ năng quái, kháng bày, kháng phép. Rất lợi hại đấy các bạn. Mình sẽ thử tìm con bài này ở trên thực tế của nó nhá. Như vậy thôi vậy. Monarch. Hay là mấy sai nhỉ? Mình sẽ thử thêm ở phần chiến thuật này có bài không? Như vậy là một con bài cực kỳ lợi hại. Con bài nằm trong nhóm những con bài muốn nát thì vậy. Ui sao không có nhỉ? Đây các bạn này, trừng chiến của hoàng đế. Hãy xem kỹ năng thực tế của nó nhá. Không có vân dịch việt khóa như vậy là mình cần phải dịch nó để xem nào có dụng không nhá. Như vậy chính xác là con bài này, trừng chiến của hoàng đế. Đi bút tay là hình như triệu hồi bình thường thôi bạn, triệu hồi các quả vật bình thường. Khi bạn không thể triệu hồi đặc biệt từ đất, sao nó khó hiểu vậy nhỉ? Nhưng ở đây các bạn lưu ý là ở ngoài đời thì như nó yếu hơn thế phải. Nó chỉ hiệu ứng của các mà thôi, hiệu ứng thẻ. Còn ở trong game nó từng kháng đến kháng bay, kháng phép và kháng các quái trước kế gớm. Còn ở trong truyện, ở trong thực tế của nó thì nó chỉ kháng kỹ năng quái thế phải. Ở đây không nhắc đến vấn đề từ trap hay là spell, nên mình nghĩ là ở đây nó chỉ kháng kỹ năng quái mà thôi. Còn lại chúng ta sẽ thảo luận con bài này vào một dịp khác. Như vậy vừa rồi mình đã gửi đến các bạn một trận đấu của Osiris và con bài Mark Up The Monarch này, một con bài cực kỳ mạnh. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Hãy like, subscribe, đăng ký kênh để đón xem những video mới nhất của mình. Xin chào tất cả các bạn nhé.